Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 2 kỳ gần nhất sau khi vô địch AFF Cup 2018. Đội tuyển quốc gia đang đứng thứ 95 trên bảng phân bậc FIFA, tương đương vị trí 15 châu Á. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chu Xie cho rằng Việt Nam thực tế chỉ đứng ở top 18 hoặc 19 và vẫn phải chấp nhận chia sẻ vị trí hàng đầu khu vực với Thái Lan. Chúng tôi phải đi một bước nữa để đến tầm châu Á, ông nói. Vấn đề của chúng tôi ở Việt Nam là chưa có bước đột phá vượt tầm khu vực. Ông Philippe Chusier muốn đội tuyển Việt Nam đạt bước đột phá tiếp theo là lên tầm châu Á. Cầu thủ Việt Nam được đánh giá cao về kỹ thuật nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển dưới thời ông Park Hang-seo thua 8 trong 10 trận. Khi xem lại các trận đấu này, ông Chusier cho rằng sự khác biệt đến từ việc cầu thủ Việt Nam thiếu kinh nghiệm, kiến thức, công cụ hỗ trợ và truyền thống thi đấu tại giải. Nhà cầm quân 68 tuổi cho biết vai trò của ông tại Việt Nam lúc này tương đồng ở Nhật Bản cách đây 25 năm. Ông được giao dẫn dắt nhiều đội để xây dựng hướng tới mục tiêu dài hạn, trong đó quan trọng nhất là giành vé dự World Cup 2026 khi FIFA nâng số đội từ 32 lên 48, với 8 suất dành cho châu Á. Tôi thích đặt mục tiêu dù không biết có thể đạt được không, nhưng chúng tôi cần một hướng đi và đó là dự World Cup 2026, ông nói. Tôi không thể nói rằng hướng đi của tôi là giành chiến thắng trước Hong Kong. Ông Chu Xie cho rằng hầu hết cầu thủ Việt Nam thi đấu trong nước cũng là lợi thế trong các quyết định triệu tập. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là giáo dục khoảng 80 cầu thủ trong danh sách sơ bộ thấm nhuần triết lý. Tôi cần thời gian để họ trút bỏ cái cũ rồi mặc cho họ triết lý mới của tôi, là cách quản lý, phương pháp, sự điều chỉnh hay màn trình diễn, Chu Xie cho hay. Sức mạnh không đến từ cá nhân mà xuất phát từ tinh thần đoàn kết. Dưới thời tân huấn luyện viên người Pháp, Việt Nam khởi đầu bằng 2 chiến thắng giao hữu 1-0 trước Hong Kong và Syria. Hiện, đội hướng tới vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 11 năm 2023. Rồi giữ Asian Cup 2023 tại Qatar vào tháng 1 năm 2024 với trận mở màn gặp Nhật Bản, màn tái ngộ mà ông Chu Xie đánh giá rất thú vị. Chu Xie từng giúp Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp World Cup 2002, ngoài ra còn giành Á quân FIFA U20 World Cup 1999 và vào tứ kết Olympic 2000. Ông coi việc gặp Nhật Bản ở trận đầu tiên là điểm tích cực khi các đội chưa hiểu nhiều về nhau và cần thời gian để quan sát, tránh sai lầm. Tôi nghĩ họ cũng có chút lo lắng, ông nói. Tôi thấy nhiều bình luận kiểu Nhật Bản không đấu với Việt Nam mà đấu với Chu Xie. Đó là vinh dự lớn với tôi. Giống việc gặp Manchester City, bạn không nói rằng đấu với Erling Haaland hay John Stones mà đang đấu với Pep Guardiola. Bạn phải đấu lại cả một phương pháp,